Em tiếp tục gửi đến các bác các clip giới thiệu dòng loa Buxell của Onkyo. Những đôi Onkyo này có công suất là 140W, 140W, trung bình trở kháng từ 4 đến 6 ohm. Thì sau đây em sẽ đọc số thứ tự và giá thành của từng đôi cho các bác. Giá thành từng đôi. Em đọc số thứ tự, bác nào muốn lấy đôi nào. Nhiều lúc các bác gọi cho em không được thì bác nhắn tin vào số điện thoại giúp em. Nhắn tin vào số điện thoại. Các bác hạn chế nhắn Zalo, bởi vì Zalo em bán hàng nó rất lâu rồi, mười mấy năm rồi. Nên là cái Zalo họ khống chế kết bạn nên nó chỉ được có mấy trăm người nên không kết bạn ở đâu. Khi liên hệ cho các bác nó rất khó, nên các bác cứ nhắn tin thẳng vào số điện thoại của em. Bác thích đôi nào bác nhắn thẳng vào đấy, em chủ động gọi lại. Vì nhiều lúc em quay bài em không nghe được hoặc là em cuộc gọi khác nó chồng. Bắt đầu từ đôi loa số em xếp số tự này. Cũng đôi này là đôi số 3 này. Giá 1.600.000. Tất cả đều bụi hết em, bụi này. Đấy. Nhà nó bụi lắm. Đôi số 3 giá 1.600.000. Hàng thì cực kỳ đẹp, công suất 140W. Con này lỗ thông hơi phía trước nhá. Các bác nhìn này. Em nhìn em lau này. Thế các bác biết là loa nó sẽ đẹp như thế nào. Và em chưa lau nó như nào, được chưa ạ? Nhá. Em thử các đôi luôn cho bác nhá. Thử hai ba đôi gần nhau luôn cho bác để cho các bác không để cho lỡ phải nói về sau nữa. Đây ạ. Bác nhìn chưa? Đấy, bác nhìn thấy nó đẹp như nào chưa? Đấy, độ đẹp của nó ở đấy ạ. Đây ạ. Thì cả ví dụ cái này nhá. Em lau như cái này đi các bác nhìn nhá. Đấy, em lau đi khác hẳn luôn chưa? Em lau nó khác đấy. Thế về các bác lau dọn đều em kể cả cái vỏ. Còn sau đây em giới thiệu số thứ tự và công suất cho nhanh thôi. Loa toàn là đẹp hết. Tất cả nó luôn là đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Em chỉ đọc công suất thì 140W một đôi rồi. Tất cả bao nhiêu đôi, đôi nặng 140W. Em chỉ đọc trở kháng thôi. Đôi này trở kháng 4 ohm. Đôi số 3 trở kháng 4 ohm. Dòng 4 ohm là chất bass xuống rất là sâu và ấm đấy. Đúng không? Giá 1.600.000. Đôi số 3 giá 1.600.000. Đôi số 1, đôi bên này số 1 cũng giá 1.600.000. Em xem trở kháng mấy ohm á. Đôi này cũng là trở kháng 4 ohm. Dòng 4 ohm này loa nhỏ 4 ohm đè nghe nó chất các bạn. Loa nhỏ này ohm cao quá thì bass nó không được sâu. Đôi số 13 giá 1.200.000. Con này màng bằng giấy. Màng bằng giấy, gân cao su, còn này con này màng ke vang. Màng giấy, gân cao su. Con này xem trở kháng, công suất thì vẫn là 140 rồi. Con này trở kháng 6 ohm. Số 13 giá 1.200.000 trở kháng 6 ohm. Số 14 màng ke van giá 1.600.000. Xem trở kháng mấy ohm. Trở kháng 4 ohm. Trở kháng 4 ohm ạ. Số 16 giá 1.600.000. Này số 16 này. Giá 1.600.000. Con này trở kháng 4 ohm. 4 ohm. Loa nhỏ trở kháng 4 ohm cho cái chất bass nó dày mới ấm được. Tiếp tục đôi số 5 giá, đôi số 5 giá 1.200.000 này. Đôi số 5 giá 1.200.000 trở kháng 5 ohm. Con này trở kháng 5 ohm. Còn công suất vẫn 140W tất cả. Đôi số 4 giá cũng 1.200.000 màu vàng. Đôi số 4 giá 1.200.000 màu vàng. Đôi này trở kháng 6 ohm. Đôi số 4 này trở kháng 6 ohm. Đôi số 8 này giá 1.300.000 màng ke van. Công suất vẫn 140W. Nhưng đôi này nhỏ gọn hơn đôi kia một chút. Công suất vẫn 140W. Để em đọc trở kháng nhé. Đôi số 8 giá 1.300.000 trở kháng 4 ohm. Đôi số 9 giá 1.100.000. Đôi này là màng giấy. Màng giấy nó rẻ hơn màng ke van mà. Chất âm thì nó ấm lắm, mềm. Đôi số 4 này là trở kháng 5 ohm. Chứ không phải đôi số 4 mà đôi số 9. Đôi số 9 trở kháng 5 ohm, giá 1.100.000. Đôi số 10 giá 1.300.000. Màng ke van mà. Giá 1.300.000. Trở kháng 4 ohm. Các bác nhìn đằng trước, cái bác nhìn đằng trước nó gọn thế này thôi. Nhưng các bác nhìn cái hậu của nó này. Nhá. Hậu của nó này. Đấy. Nó không ngắn đội. Cảm ơn các bác. Bác nào gọi em đợi em chút.